Yara hạnh phúc đang dần đi đến kết thúc, mở ra cuộc sống mới cho các nhân vật như Sơn Ca, Khải và Ngọc Vân. Hôm 13 tháng 9 cũng là ngày quay cuối cùng Quỳnh Cun trong phim Yara hạnh phúc. Cô tạo dáng nhí nhảnh bên Ngọc Huyền, Bảo Anh và Duy Hưng. Chia sẻ ngắn gọn khi hết vai, cô viết trân trọng và cảm ơn Sơn Ca. Ở một diễn biến khác, Diễm Hương đăng ảnh bên Bình An, hé lộ, vẫn chiếc xe ấy, vẫn hai con người ấy, lên thành phố làm lại từ đầu. Em không biết mọi người sao chứ em là em thương Quân lắm ý, yên tâm Sơn Ca không quay lại với Quân đâu nhá. Quân là của Cẩm Khê. Bình An dí dỏm, hết tập 16, vậy là Quân đã đến chào biệt Sơn Ca lần cuối để rời Hòa Bình xuống Hà Nội. Quân thực chất không phải là bỏ theo Cẩm Khê mà chỉ là đi nhờ xe của Cẩm Khê xuống Hà Nội thôi, tiền xe khách mất tận 80.000 nên tiết kiệm được tí nào hay tí đó. Tạm biệt Sơn Ca, tạm biệt Cẩm Khê, tạm biệt Gara hạnh phúc, Quân đi lấy vợ đây. Riêng Bảo Anh chia sẻ cảnh cõng người em thân thiết khi bị thương. Bất kỳ ai động vào những người thân yêu của tôi đều phải trả giá đắt. Và hôm nay người phải trả giá đắt lại là tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.